Hiện tại đi bán thì đang bỏ trận tại điểm chi nhánh mới rồi nha các bạn. Khách bây giờ khách rất là đông luôn các bạn ơi. Đang chờ bánh tráng nha các bạn. Bánh tráng thì đi bán thì đang lấy từ bên cái quận 7 về đó các bạn. Cô nằm giữa. Cô ngồi xuất gia sợ luôn. Cô ngồi xuất gia đẹp cái cây mấy chục triệu của cô. Mẹ em thấy lúc mà nghe nhạc các mẹ kìa. Nó nghe là chúng ta mới hồi được không? Chúng ta mới hồi đại. Ủa? Cái gì? Ủa? Ủa? Trời ơi, tôi nhìn cái quán của tôi giống như là nó mang giống vậy thôi à. Nó mang giống vậy thì nó nặng đi mà đẹp không? Nghe giác chịu mới BD nặng. Cô cách đẹp không? Hả? Được, chung cô là BD mà con. Tức như cô phải còn đàn ông chứ. Kìa con nói con, kìa sao con BD không có chú gì con. Trời ơi là trời. Cô ơi, BD đó còn phụ lãng của cô. Ủa? Nè, cô cũng còn phụ lãng vậy. rất là đông luôn các bạn ơi.
Ủa, một bộ ngô long 30. Nước số 10.000 à. Ok, cảm ơn. Hai trà đào. 30. Ok, đó là 50. Đúng không? 30 lẻ không? Giờ có 50 không? Lấy con bực 2 vô sợ. Rồi. Rồi ai muốn đi đó mọi người. Một phần á. 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 Mọi người chịu khó để ý xe mình chút xíu, mọi người khó khăn ngồi là nắng tảng cái người hỏi gì mà ngồi đó đi. Có không? Không vui quá. Quá cái này.